đối với chúng con. Sư phụ là người thầy đưa giáo án của Đức Phật vào cho chúng con. Chúng con biết rằng bao nhiêu vất vả sư phụ không bao giờ để tâm tới. Theo bước chân Phật chỉ mong cho chúng con được giác ngộ. Hôm nay là ngày hướng tới kỷ niệm ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chúng con xin kính thỉnh trên sư phụ cho phép chúng con được cúng dường những đóa hoa tâm, cây thắm, kính chiên trên sư phụ ạ. Chúng con kính bạch trên sư phụ ạ. Chúng con có món quà muốn dành tặng sư phụ nhân dịp 20 tháng 11. Hôm nay các con với tâm tri ân làm những cái phần quà tuy nhỏ bé nhưng sư phụ nghĩ là kết tinh của tất cả những cái lòng kính yêu tri ân của các con, và sư phụ rất hoan hỉ, sư phụ rất hạnh phúc khi nhận những cái phần quà này. Cảm ơn các con rất nhiều. Chúng con rất là có phúc có duyên gặp được sư phụ, gặp được chư tăng cho chúng con tu học. Cho nên tất cả Phật tử của chùa Ba Vàng, chúng con thấy ai ai mà chăm tu tập thì đạo đức cũng được tăng trưởng, họ có trách nhiệm hơn đối với gia đình, với xã hội. Chúng con quay về được nền tảng đạo đức mà Đức Phật dạy đều là do ân đức của sư phụ. Chúng con thành kính tri ân sư phụ, biết ơn sư phụ rất nhiều. Chúng con chỉ biết theo nguyện của sư phụ là mỗi mỗi người biết đến Phật pháp rồi thì hãy tinh tấn phát tâm Bồ đề, hộ trì cho Tam Bảo, truyền tải Phật pháp đến cho chúng sinh. Chúng con thành kính tri ân trên sư phụ. Vì sư phụ là đệ tử của Đức Phật, Đức Phật yêu thương tất cả chúng sinh như thế nào, sư phụ cũng mong muốn có được cái tình yêu thương như thế của Phật đối với tất cả các con. Các con trưởng thành được, đấy là niềm vui và hạnh phúc của sư phụ. Và cuộc đời sư phụ để dành cho các con những cái gì tốt đẹp nhất sư phụ mong muốn.